Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5, trang 148-152, tuần 18, ôn tập cuối học kỳ 1, phần 1. Tiết 1, số 1 nhỏ, bắt thăm đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi. Chiều thu quê hương trích. Chiều thu trong lá trúc vờn đẹp quá, lá mía xanh nhung quạt vào mái rạ, tiếng lao xao như ai ngã nón chào. Hoa mướp cuối mùa vàng rực như sao, giếng trong lẻo, trời xanh in thăm thẳm. Chiều thu quê hương sao mà đầm thắm, tôi bước giữa vườn bạn với hàng cau. Hút nắng tơ vàng giữa những đài cao, đứng lòng lòng thu tiếng chiều vàng rời. Vòng khoai lang xòe lá ra nằm rưỡi, cùng với mẹ gà xòe cánh ấp con. Chiều thu vàng vàng rực cả tâm hồn của đất nước đang bồi da thắm thịt. Gió biển mặn thổi về đây tha thiết, những con chim phơi phới cánh chiều thu, náo nức như triều êm ả như ru. Huy Cận. Như vậy chúng ta vừa theo dõi bài thơ. Thì sau khi đọc bài thơ thì chúng ta trả lời câu hỏi. Một, đọc đoạn từ đầu đến xòe cánh ấp con và trả lời câu hỏi. Khu vườn chiều thu được tả bằng những màu sắc nào? Như vậy các em đọc đoạn thơ này. Thì khu vườn chiều thu được tả bằng những cái màu sắc đó là xanh nhung vàng rực, xanh thâm thẳm vàng, vàng rượi. Câu 2. Đọc đoạn từ đầu đến xòe cánh ấp con trả lời câu hỏi những âm thanh trong vườn thu gợi cho em cảm giác gì? Thì các em đọc kỹ đoạn này. Thì chúng ta thấy những âm thanh trong vườn thu gợi cho em cảm giác là thanh bình, yên ả. Câu 3, đọc đoạn từ hoa mướp đến hết và trả lời câu hỏi. Hai câu thơ, vòng khoai lang xòe lá ra nằm sưởi cùng với mẹ gà xòe cánh ấp con, giúp em hình dung điều gì về cuộc sống ở quê hương tác giả? Thì chúng ta đọc hai câu thơ. Thì các em đọc đoạn thơ trên thì hai câu thơ giúp cho chúng em hình dung được là cuộc sống ở quê hương tác giả rất là bình yên và gắn bó. Câu 4, đọc đoạn từ hoa mướp cho đến hết trả lời câu hỏi. Bài thơ thể hiện tình cảm gì của tác giả đối với quê hương? Thì bài thơ thể hiện tình cảm yêu thương, nhớ nhung quê hương. Tiếp theo số 2 nhỏ chia sẻ với bạn về một hình ảnh so sánh hoặc là nhân hóa có trong bài thơ Chiều thu quê hương. Ví dụ một hình ảnh so sánh nhân hóa có trong bài thơ Chiều thu quê hương là hình ảnh hoa mướp cuối mùa vàng rực như sao. Tiếp theo tiết 2, một nhỏ đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu. Sớm nay trong vườn nhà, ông siêng năng làm mật. Hoa rủ nhau khoe sắc, chim chuyên cần bắt sâu. Ngân Anh. A chỉ ra cặp từ đồng nghĩa trong đoạn thơ, B nêu tác dụng của việc sử dụng cặp từ đồng nghĩa đó. Như vậy chúng ta đọc đoạn thơ, cặp từ đồng nghĩa đó là siêng năng, chuyên cần. B tác dụng là thay thế nhau, tránh, lập từ. Số 2 nhỏ tìm 2 đến 3 từ ngữ đồng nghĩa có thể thay cho mỗi ô hoa trong từng câu sau. A ánh nắng qua kẽ lá thành những chùm hoa nắng lung linh trên mặt đất. B thời tiết ở đây rất khắc nghiệt, mùa hè còn mùa đông lại. Như vậy chúng ta tìm từ đồng nghĩa để thay thế cho mỗi bông hoa này. Thì ở câu A chúng ta có thể thay cái từ ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu thành những chùm hoa nắng lung linh trên mặt đất. Hoặc là ánh nắng tạo qua kẽ lá hình thành những chùm hoa nắng lung linh trên mặt đất. Rồi ở câu B, thời tiết ở đây rất khắc nghiệt, mùa hè nóng nực, còn mùa đông thì lại lạnh giá. Hoặc là thời tiết ở đây rất khắc nghiệt, mùa hè thì oi bức, còn mùa đông thì lại rét buốt.
Tiếp theo câu 3 đặt câu có từ vai với mọi nghĩa sau. A. Phần cơ thể nối liền hai cánh tay với thân. B. Bộ phận của áo che hai vai. Ví dụ: vai của em bị đau nhất. B. Áo em bị rách vai. Tiếp theo câu 4, viết đoạn văn từ 4 đến 5 câu tả một vườn rau hoặc vườn hoa, trong đó có dùng 2 đến 3 từ đồng nghĩa chỉ màu sắc hoặc là hương thơm, chỉ ra các từ đồng nghĩa đã sử dụng. Ví dụ đoạn văn: vườn rau lan ấy bố em đã trồng được hơn một năm rồi nên xanh tươi lắm. Cây rau lan bò khắp mặt vườn, chen chúc nhau không theo hàng lối nào. Cứ có chỗ trống là chúng lại bò vào ngay. Các thân già xanh thẳm thì mọc ra cả rễ, cố định xuống đất, còn các ngọn lan thì vươn lên cao. Vậy vậy cái đọt non có mấy cái lá nhỏ màu xanh lá mà. Cái đọt non của rau lan mọc ra quanh năm và mọc rất nhanh. Cứ vài ngày lại có cả một mớ đọt lan đậy hái. Nhìn vườn rau lan chen chúc những lá những đọt y như một biển xanh dập dờn trong gió vậy. Thì từ đồng nghĩa có trong đoạn văn là xanh tươi, xanh lá mạ, xanh, xanh thẳm. Tiếp theo tiết 3, xếp các từ in đậm trong đoạn văn sau vào nhóm thích hợp: danh từ, động từ, tính từ, đại từ. Trinh dẫn tôi vào vườn, bí mật. Lại đây tớ cho xem cái này hay lắm. Đến góc ao, Trinh vứt cành ỏ xa nhất xuống chỉ cho tôi xem một chùm hoa trắng muốt. Cậu xem thích không, cả một chùm mọc sát nhau nhé. Cây ỏi này là giống ỏi găng, ngon nhất vườn đấy. Quả to, mùi dày, ăn giòn và thơm chẳng kém gì lê. Tớ phát hiện ra chùm hoa này tuyệt không. 1, 2, 3, 6, 7, 8, phải hơn chục hoa là ít. Mà lại nở chùm đầu vào một đầu cành mới thích chứ. Thấy tôi chăm chú nhìn chùm hoa ổi, Trinh nói tiếp: tớ có một dự định này Trang ạ, rất thú vị nhé. Theo Trần Hoài Dương. Như vậy các em đọc kỹ, trong đoạn văn thì chúng ta có các từ in đậm, thì chúng ta sẽ xếp các từ in đậm này vào nhóm danh từ, động từ, tính từ, đại từ. Như vậy, danh từ thì chúng ta có các từ in đậm là vườn, ao, ổi găng, quả, hoa. Động từ: dẫn, viết, phát hiện, nở. Tính từ: xa, dày, giòn, thơm. Đại từ: tớ, tôi. Số 2, nhỏ chọn đại từ phù hợp trong khung thay cho mỗi bông hoa trong đoạn văn sau. Ai đó, nó, ta. Thầy mỉm cười rồi nói: lúa gạo quý vì phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được. Vàng cũng quý vì rất đắt và hiếm. Còn thì giờ đã qua thì không ai lấy lại được, đáng quý lắm. Nhưng lúa gạo vàng bạc thì giờ vẫn chưa phải là quý nhất. Ai làm ra lúa gạo vàng bạc, biết dùng thời giờ, chính là người lao động các em ạ. Không có người lao động thì không có lúa gạo, không có vàng bạc, nghĩa là tất cả mọi thứ đều không có, và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị mà thôi, theo Trịnh Mạnh. Như vậy chúng ta chọn đại từ ở trong khung này để thay thế cho mỗi bông hoa. Như vậy chúng ta sẽ thay thế như sau. Thầy mỉm cười rồi nói: lúa gạo quý vì ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được. Vàng cũng quý vì nó rất đắt và hiếm. Còn thì giờ đã qua thì không ai lấy lại được, đáng quý lắm. Nhưng lúa gạo vàng bạc thì giờ vẫn chưa là phải quý nhất. Ai làm ra lúa gạo vàng bạc, ai biết dùng thì giờ, đó chính là người lao động các em ạ. Không có người lao động thì không có lúa gạo, không có vàng bạc, nghĩa là tất cả mọi thứ đều không có, và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị mà thôi. Tiếp theo số 3, nhỏ thực hiện yêu cầu. A. Dựa vào nội dung bài đọc để ra mắt hội,
Nhi đồng cứu quốc trang 72-73 và các câu trả lời của bạn chương hãy thay bông hoa bằng các câu hỏi phù hợp để hoàn chỉnh đoạn phỏng vấn sau. Thì ở đây chúng ta có đoạn phỏng vấn, phóng viên hỏi đố bạn biết. Rồi bạn chương trả lời là hội Nhi đồng cứu quốc được thành lập vào ngày 15 tháng 5 năm 1941 tại thôn Nà Mạ. Như vậy chúng ta sẽ đọc kỹ câu trả lời hoặc là câu hỏi để chúng ta biết những cái bông hoa này cần điền vào những cái câu nào cho phù hợp, câu trả lời nào cho phù hợp. Ví dụ như ở đây chương trả lời là hội Nhi đồng cứu quốc được thành lập vào ngày 15 tháng 5 năm 1941 tại thôn Nà Mã. Như vậy phóng viên sẽ hỏi là đố bạn biết hội Nhi đồng cứu quốc được thành lập vào thời gian nào, ở đâu. Tương tự phóng viên lại hỏi khi mới thành lập chấm hỏi. Rồi chương trả lời hội có 5 thành viên. Như vậy thì phóng viên sẽ hỏi khi mới thành lập thì hội có bao nhiêu thành viên, thì chương trả lời là hội có 5 thành viên. Rồi tiếp theo phóng viên hỏi, rồi chương trả lời Kim Đồng, Cao Sơn, Thủy Tiên, Thanh Thủy và Thanh Minh. Như vậy phóng viên sẽ hỏi đó là những ai. Rồi tiếp theo chương trả lời tớ thích nhất bí danh Kim Đồng vì bí danh mang ý nghĩa của chú bé gang thép. Như vậy phóng viên sẽ hỏi bạn thích nhất là bí danh nào, vì sao. Tiếp theo B chỉ ra các đại từ đã sử dụng ở bài tập A. Thì các đại từ xưng hô là bạn, tớ, đại từ nghi vấn, nào, đâu, bao nhiêu, ai, vì sao, đại từ thay thế, đó. Tiếp theo tiết 4, đề bài viết bài văn kể lại một câu chuyện có nhân vật là cây cối hoặc loài vật với những chi tiết sáng tạo. Gợi ý mở bài giới thiệu câu chuyện, tên truyện, ấn tượng chung. Thân bài kể lại câu chuyện thì kể lại các sự việc chính của câu chuyện theo một cái trình tự hợp lý, có thể lược bớt một số chi tiết không quan trọng. Ở mỗi sự việc thêm vào một vài chi tiết sáng tạo góp phần thể hiện tính cách của nhân vật hoặc là nội dung ý nghĩa của câu chuyện. Tả đặc điểm của nhân vật, kể hành động, lời nói ý nghĩa của nhân vật, bày tỏ suy nghĩ cảm xúc về nhân vật sự việc, bày tỏ suy nghĩ cảm xúc của em về nhân vật hoặc là sự việc chính. Ba, kết bài, suy nghĩ cảm xúc về câu chuyện, bài học rút ra từ câu chuyện liên hệ. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ viết bài văn kể lại câu chuyện có nhân vật là cây cối với những cái chi tiết sáng tạo. Thì ở đây chúng ta sẽ viết bài văn kể lại câu chuyện có nhân vật là loài vật với những chi tiết sáng tạo. Có lẽ trong chúng ta ai cũng có tiếp xúc với những con vật nuôi ở nhà phải không các bạn? Con chó giữ nhà, con mèo bắt chuột, hỏa mi ca hát. Những con vật ấy thật đáng yêu làm sao. Nhưng có bao giờ bạn nào chú ý đến con vật nhỏ bé, xấu xí, tưởng như là vô tích sự mà lại có lần nó được phong là anh hùng không? Không nói ra thì chắc không ai nghĩ đến, nhưng khi tôi đọc câu hát này, các bạn sẽ thấy quen và ai cũng biết. Con cóc là cậu ông trời, ai mà đánh cóc thì trời đánh cho. Tại sao con cóc là cậu ông trời, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện này nhé. Ngày xưa, không nhớ rõ vào thời kỳ nào, trời làm hạn hán rất lâu, sông hồ đều hết nước, ruộng đồng nứt nẻ, cây cối chết khô. Các loài vật mệt mỏi rũ rượi thoi thóp dưới cơn khát. Cóc thấy nguy quá bèn lên thiên đình kiện trời. Cóc gặp cua, cua đòi theo. Cóc gặp gấu, gặp cọp, gấu cọp xin thắt tùng, cùng lên trời kiện tụng. Đi được một lúc thì bốn con gặp ông và cáo, nghe nói chuyện lên trời, ông và cáo lại xin đi cùng. Thật là đại phúc cho muôn loài, xin các bác cho chúng em đi với, chúng em nguyện theo các bác đến tận cùng trời, thẳng lên thiên đình để làm cho ra lẽ và để tự cứu mình. Thế là cả bọn tuy cổ họng khát khô nhưng lòng đầy quyết tâm đã kéo nhau lên thiên đình kiện trời dưới sự chỉ huy của chú Cóc.
Tới thiên đình thì Cốc thông minh nên phân công ai vào việc đó rất hợp với tài năng của mình. Riêng Cốc thì nhảy lên bậc, treo cái trống để giống trống kêu oan. Cốc đánh một hồi trống làm vang động cả thiên đình. Ngọc Hoàng sai Thiên Lôi ra xem coi chuyện gì, thì chỉ thấy có một con cốc ngồi chễm chệ trên mặt trống. Thiên Lôi vào tàu lại, Ngọc Hoàng bực mình liền sai gà ra mổ cho cốc một trận nên thân. Nào ngờ gà vừa bước ra đã bị cáo nhảy tới vồ lấy mang đi. Ngọc Hoàng hay tin nổi giận liền sai chó ra cắn cho cốc một trận hết đường gây rối. Nhưng chó vừa hung hăng nhảy ra khỏi cửa thì gấu đã tiến đến ăn thịt ngay. Ngọc Hoàng càng thêm tức giận, đập tay xuống bàn thét Thiên Lôi ra ứng chiến đánh cho cốc vài lưỡi búa đến tan xương nát thịt mới thôi. Nào ngờ Thiên Lôi vừa ra thì bị ông đốt túi bụi vào mặt mũi tay chân. Đau quá nhức quá nên Thiên Lôi kêu cứu rồi nhảy vào chùm nước tránh nạn thì lại bị gặp cua dương càng kẹp vào mông đầu điếng. Hoảng hồn Thiên Lôi vội nhảy ra thì bị hổ tấn công, hổ vồ lấy Thiên Lôi sẽ xác ra từng mảnh. Thế là quân của triều đình bị một trận thất điên bát đảo. Ngọc Hoàng thấy thế nguy bèn chấp nhận thương lượng với Cốc, được lệnh Cốc vào diện kiến Ngọc Hoàng và trình bày mọi lẽ. Tàu Ngọc Hoàng nơi trần gian hiện đang khốn khổ vì nạn hạn hán, biết bao con người và muôn vật phải chết khô chết khát vì thiếu nước, mong được Ngọc Hoàng rủ lòng thương cho mưa xuống để cứu muôn loài. Nghe xong, Ngọc Hoàng hứa sẽ làm mưa từ nay, nếu ở dưới trần có hạn hán thì Cốc nghiến răng kêu lên mấy tiếng thì Ngọc Hoàng sẽ cho mưa. Được Ngọc Hoàng hứa thì Cốc mừng rỡ cùng các bạn ngoài trần, ai cũng vui mừng hớn hở tôn vinh Cốc có công lớn trong việc kiện trời. Vừa đến trần gian thì mưa to kéo đến tưới mát cả ruộng đồng vườn tược, cỏ cây hoa lá bừng sống dậy, cả muôn vật lẫn con người đồng ca hát chào đón Cốc như một vị anh hùng cứu thế. Và từ đó nhân gian mới truyền câu ca: con Cốc là cầu ông trời, nếu ai đánh Cốc thì trời đánh cho. Vậy đó, công trạng của Cốc to lớn thế đấy, các bạn chớ coi khinh, coi thường Cốc nhé. Đừng chú ý vào hình thể xấu xí của nó mà hãy nhớ đến chiến công xưa và kìa. Trời vừa đổ mưa ngoài kia, phải chăng chú Cốc vừa nghiến răng gọi trời?